Thông báo về việc góp ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với việc đề nghị xét công nhận quyện Cù Lao Dung đạt chuẩn quyện nông thôn mới năm 2023. Sau hơn 13 năm triển khai, 2010 đến 2023, trải qua 3 giai đoạn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quyện Cù Lao Dung đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Là quyện có 8 đơn vị hành chính đều là xã đảo, với xuất phát điểm có nhiều khó khăn hơn so với các địa phương khác, quyện đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp dừng lên trở thành quyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, trên địa bàn quyện đã có 7 trên 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Cù Lao Dung đảm bảo đạt chuẩn đô thị văn minh, đồng thời qua ý kiến thẩm tra của các sở, ban ngành tỉnh, quyện đã đạt 9 trên 9 tiêu chí quyện nông thôn mới, đáp ứng đủ điều kiện đề nghị trục ương xét công nhận đạt chuẩn quyện nông thôn mới năm 2023 để hoàn thiện hồ sơ trình thủ tướng chính phủ, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với việc đề nghị xét công nhận quyền Cù Lao Dung đạt chuẩn quyền nông thôn mới năm 2023. Mọi ý kiến góp ý vui lòng gửi về phòng thời sự, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ số 132, Trần Giang Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng, trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.